đúng là sai lầm của tuổi trẻ anh em à. Do mình mới bắt đầu trải nghiệm game cho nên là mình cũng có những cái sai lầm anh em, đó chính là mình đã đi sai cái nước cờ khi mà chọn những cái con tướng anh em à. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Tayu VNG để đã làm giấy. Và hôm nay thì mình đã thay đổi một số nhân vật ở trong cái đội hình của mình. Thì theo những cái comment của anh em thì mình nên chơi theo cái champion chính anh em ơi. Đó, thì chính vì vậy mình đã thay hết toàn bộ các con tướng mình theo cái con tướng main chính. Và mình bị tụt lực khiến khá nhiều anh em à. Tại vì mấy con tướng theo main chính lại không có nhiều sao nữa. Bạn Mai Vàng, Tấn Lộc, Thốt Nốt. Bạn nói là tôi cài muốn lòi con mắt luôn mà không được gì hết. Tạo ra cái ạc mới, gắn nhịn 3 ngày lượm em tướng đỏ. Sau 3 ngày thực sự mà muốn nói muốn lượm tướng đỏ thì phải gọi là hơi bị khó luôn anh em. Tại vì bắt buộc anh em phải nạp vô thì anh em mới có thể là chiêu mộ qua mốc 300 thì anh em mới có cơ hội nhận được cái con tướng đỏ nha. Và phải sát nút một xíu thì anh em mới có thể là nhận được cái con tướng đỏ luôn. Chứ không phải là 300 mấy thì nó cũng vô liền đâu anh em à. Phải chơi sát sát một xíu. Có những bạn là phải tới cái lượt 390 á thì mới có thể là chiêu mộ được tướng đỏ. Thì cái con tướng đỏ này là do anh em chọn phe nha. Thì cái này con tướng chính của anh em ở bên phe nào á thì anh em sẽ nhận được những con tướng đỏ liên quan đến. Đó, ví dụ như anh em ở tiên giới thì anh em sẽ chọn được Dương Tiễn với lại Thiên Đế nè. Thánh giới thì anh em sẽ chọn được Ngộ Không với lại Quan Âm nha. Minh giới thì Diêm Vương với lại Bạch Cốt Tinh, còn yêu giới thì Ngưu Ma Vương với lại Đại Bàng Kim Sĩ. Do anh em chọn cái con main chính của anh em ở cái bên phe nào. Còn nếu mà anh em chọn nhầm phe rồi đó thì anh em có thể sử dụng lại cái anh Bình Bà để anh em chọn lại con tướng bên phe khác nha. Đó, thì ở đây thì mình không có được đổi nữa rồi. Tại vì giờ mình đổi mình cũng không biết mình sẽ qua phe nào nữa. Giờ nó cũng gói nùi hết rồi anh em à. Vì vậy mà bây giờ mình, tại vì cái con tướng chính của mình hiện tại á, mình đã chọn nó qua bên cái phe yêu giới rồi anh em. Đó, mình đã lấy được cái con Đại Bàng Kim Sĩ rồi. Cho nên là bây giờ mình muốn đổi phe nữa thì mình sẽ bị mất đi cái con tướng chính này. Tại vì nó không hợp với lại cái phe này mày. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ chơi theo cái hệ này luôn. Đó, yêu giới luôn nha anh em. Sai lầm của tuổi trẻ, mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền thôi anh em à. Đó, bây giờ mình muốn đổi main lại thì phải chắc phải nạp lại anh em. Tại vì mình đã chọn khá là nhiều những cái thứ linh tinh. Đây mình úp khá là nhiều các cái món bảo vật cho những cái con tướng yêu giới. Vậy bây giờ là mình sau khi mà mình đổi lại thì mình bị mất đi những cái đó anh em à. Cái đâu? Cái đạo cụ pháp bảo với đem pháp bảo nè. Đây mình chọn cho con Sa Ngũ Tịnh anh em à. Rồi con nhìn nhện nè. Đó. Rồi thêm con Bạch Long nữa nè. Trời ơi, con thanh ngu ổ lộn với con Bách Nhãn Thần Quân nữa nè. Đây khá là nhiều những con tướng đó luôn, mình chọn khá là nhiều cho nó tụi nó, cho nên là bây giờ mình bị thọt cái bảo vật khá nhiều anh em. Thôi, mọi sai lầm đều phải bắt đầu lại, nhưng mà mình hơn là mình còn quay đầu kịp một xíu anh em. Mình vẫn còn chọn ra những con này, hơn là mình vẫn còn được con ngân giác ở trong tim và lại con main chính của mình. Đấy. Đó. Rồi thì đây là những cái chia sẻ của mình. Anh em khi mà chơi bắt đầu chơi game thì anh em mình quyết định anh em sẽ chọn phe nào. Nếu mà anh em chơi theo Ngộ Không hay là những con này kia thì anh em nên quyết định là chọn con main chính ngay từ đầu nha anh em. Để không thôi là anh em sẽ sai lầm giống mình. Và đặc biệt là anh em nên cố gắng chiêu mộ 400 lần để anh em lấy một con tướng đỏ. Sau khi mà có được con tướng đỏ thì nó sẽ ra thêm một cái sự kiện để cho anh em có thể là kiếm được cái con mảnh tướng đỏ đó nữa. Đó, thì anh em khi mà đột phá lên đến cái bậc 7 thì anh em sẽ nhận được tới 120 mảnh tướng đỏ nha anh em. 120 mảnh là anh em có thể lên sao được nha. Hiện tại thì vậy con tướng đỏ mình đang có 93 mảnh này, còn thiếu một xíu nữa thôi mình có thể là lên sao được cho cái con Đại Bàng Kim Sĩ. Và cái con Đại Bàng Kim Sĩ là mỗi con tấn công hàng sau này mà chọt khá đơn và chọt khá đau và có khả năng liên kích nữa. Nhưng mà mình vẫn thích Tôn Ngộ Không hơn. Được cái team này thì anh em nên chọn thêm cái con khổng tước nha anh em. Con khổng tước là mỗi con tướng có khả năng hồi máu cho team. Và các cái kỹ vật của nó thì anh em nên ưu tiên là những cái món có cái khả năng là trị liệu cho nó boost cho nó ngon hơn xíu. Đây, những cái con tướng mà không sử dụng tới thì anh em cũng đừng có đăng sao cho tụi nó nha. Những cái con bên hệ khác á, thì anh em không nên đăng sao cho tụi nó đâu. Tại vì anh em sẽ phải để lại
để lại để anh em học cái tuyệt chiêu đó anh em à. Đây đổi, mình sẽ qua bên bên dưới vậy đó, mình sẽ nhận. Đây, anh em có thể là sử dụng để mà nâng sao, để mà đổi mảnh những đây mình nghĩ là mình sẽ lấy một trong những cái skill mới mà bây giờ mình chưa biết mình sẽ lấy skill nào đó anh em. Cái này là cái cố chấp lần đầu chịu sát thương chí mạng vào trạng thái là bất cường và trị liệu bản thân 50% sinh lực, duy trì 2 hiệp. Bất cường khi kết thúc, nếu bản thân không đầy sinh lực sẽ bị đánh bại, nếu bản thân đầy sinh lực sẽ tự giải trừ trạng thái bất cường. Còn cái này là trước khi bắt đầu trận chiến, người sở hữu vào trạng thái vong hồn bái độ duy trì 4 hiệp. Vong hồn bái độ là đầu hiệp sẽ tăng 40% tấn công, sau đó sẽ giảm 5% anh em à, giảm sau 4 hiệp nữa sẽ về 0 nha. Còn cái này thì sau khi bị tấn công 50% sẽ hồi bản thân 6% sinh lực nha anh em. Mỗi vòng tối đa kích hoạt 3 lần. Cái này tính ra đánh kích hoạt cũng khá nhiều chứ anh em. Cái này là sử dụng mạnh cái bạch vô thường anh em à. Còn cái này là học thật câu phần. Người sở hữu sau khi bị tấn công mục tiêu địch cũng phải chịu, giống như là phản đam lại vậy đó anh em à, giống như phản đòn lại vậy đó. Hiện tại giờ mình chỉ có thể là học được 4 skill rồi thôi, để cái gì mình chiêu mộ thêm những cái con tướng mới để mình xem thử là có học được thêm những cái skill gì khác hay không nữa. Cái skill này có vẻ như mình không thích cho lắm. Cái này thì trị liệu bản thân 50% sinh lực, cái này cũng khá ngon anh em, duy trì 2 hiệp anh em à. Lần đầu chịu sát thương chí mạng đó, phải chịu sát thương chí mạng thì mới hồi nha anh em. Còn cái này thì phản đam, còn cái này thì tăng đam, không biết mình sẽ học cái nào đây. 50% hồi thôi anh em à, 50% hồi 6% HP thôi. Để sau quá anh em, để sau đi. Đây, bây giờ mình sẽ qua một cái clone của mình để mình tiến hành gacha thôi anh em. Quá là sai lầm, nhưng mà không sao hết, mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu thôi anh em. Dạng như trải nghiệm game thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ với lại anh em cái này. Tại vì sau khi mà thất bại thì mình có được một cái bài học, rồi sau đó mình sẽ làm video mình sẽ chia sẻ với lại anh em, để cho những anh em khác sau khi mà xem được cái video của mình á thì sẽ không đi theo cái vết xe đổ của mình á anh em. Rồi thôi bây giờ mình sẽ qua một cái clone nha. Ở đây thì mình có một cái clone để giành được khá là nhiều kim cương với lại khá là nhiều các cái bé chiêu mộ luôn anh em. Vì vậy bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ tiến hành gacha thử. Nếu mà tính hết luôn chắc khoảng tầm 200 lần đó anh em à. Khoảng tầm 200 lần. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành chiêu mẫu hết luôn nha anh em. Xem thử là cái ạc này liệu có nhân phẩm hay không nha. Úi giời ơi, mới nháy đầu tiên thôi mà đã ra được cái con tướng vàng rồi anh em à. Tướng Lam. Tướng Lam, Quy Thừa Tướng, Ngu Đầu, Mộc Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Thanh Phong, Uất Lĩ. Không biết là cái con tướng vàng này sẽ là con tướng gì đây. Wow, gì trời. Tỳ Lam Bà. Tỳ Lam Bà này mình không biết là cái con tướng này nó chiên về cái gì nữa nè. Tại vì mình chưa chơi cái hệ này nữa. Ủa, hình như cái con Tỳ Lam Bà này mình chưa có luôn anh em ơi. Ok, tiếp tục chiêu mộ nha. Vẫn còn khá là nhiều lần anh em à. Úi dồi ôi, xanh đầy xanh lét luôn anh em. Thôi, bỏ qua hết nha. Vì những cái con tướng này nó chưa có cho nên là nó không cho mình nét này anh em ơi. Bắt buộc là mình phải xem hết rồi. Đó, nguyên một vàng, tím xanh. Ủa luôn, toàn là tím xanh không rồi anh em ơi. Mình sẽ nét qua những cái này nha. Mình chỉ tò mò với lại cho mấy anh em đón con tướng vàng đây. Ok, hình như là một con tướng vàng là vậy anh em. Mão Tinh Quân. Con gà anh em ạ. Con gà hình như là lúc mà quýnh lại Bách Nhãn Thần Quân là như là có sử dụng con gà để mà đi mổ anh em ơi. Ý khổng tước anh em ơi. Wow, được con khổng tước rồi. Con này là duy trì với lại trị liệu cho team nha anh em. Nhưng mà như là không liên quan tới cái team của mình. Hình như cái ạc của bên đây đang sử dụng là ở bên tiên giới anh em à. Bên Tôn Ngộ Không với lại Quan Âm Tam Tạng chứ bất giới tăng này kia kiểu. Pup, rồi luôn. Trời ơi là trời, một con tím thôi phải em, còn lại xanh lè xanh lét luôn. Quá xá bấy bá luôn anh em à. Đen dữ người ta. Ý có lẽ như hôm nay mình bị đen sao anh em, mà bên cái ạc chính của mình nó chiêu mộ cũng toàn là ga tím với lại lam không anh em ơi. Không có được cái con vàng luôn á. Tỷ lệ ga vàng hôm nay nó thấp. Quá thấp luôn anh em. Gia đình cầm cái bồ cào này cũng giống giống với lại cây bồ cào của chiêu bậc dưới anh em. Gán lên gần 400 lần thì để mình xem thử có chiêu mộ được con Tôn Ngộ Không hay không. Wow, ai trời. Đông Hải Long Dương anh em à. Đông Hải Long Dương. Mình không có chơi phe này,
cho nên là mình cũng không có gành bên mấy cái nhân vật bên phe này lắm. Úi giời ơi, Garen và quan tướng vàng đó nha anh em. Đồng nữ Dương Đại Tiên là con dê anh em ạ. Dương Dương là dê anh em, ngu đầu. Cốt tướng quân Đỗ Nương Tử, Đường Thái Tông, rồi Đường Thái Tông này mọc với ta. Mục Thiên Dương, Cao Thúy Lan, ai đây? Ôi ơi, Thiên cung chi thiên thủ, hậu luôn anh thần em à. cảnh. Quá đỉnh, quá đỉnh. Ủa, sao nãy giờ vô cái hệ này không người ta? Nhưng mà bây giờ mình đâu có chơi cái hệ này đâu, mà nó vô toàn hệ này không anh em à. Úi giời ơi. Bây giờ thì mình không có đổi hệ được anh em, tại vì cái acc này lúc đầu mình chọn cái hệ gì đó mà mình cuối cùng mình quyết định mình chọn lại hệ bên tiên giới để lấy ngộ không á, cho nên là mình đổi hệ rồi anh em à. Bạch tượng mấy con này nó có rồi, cho nên là mình có thể là nét qua được anh em à. Rồi ok, được thêm một con tướng vàng nữa nha anh em, mong là đợt này sẽ vô bên hệ của mình, hệ mình đang xài vô cái hệ khác nữa thôi luôn chứ anh em. Ui con gì đây, Chỉ cần bái tánh nữ tên chi Dương quốc Cần là được rồi. à. Ta sẽ mãi Ok, mãi đứng phía trước họ. con này là cái hệ mình đang xài nha anh em, mà không biết là có vô kích hoạt được cái gì không trong team hay không á nè, nãy giờ chưa mộ được trăm mấy lần rồi anh em, trăm mốt lần rồi, tổng gì đâu không rồi anh em ơi, gầu luôn. Còn 10 lần cuối một cuối cùng nha em, 10 lần cuối cùng nha, mình sẽ chuyển qua mình sử dụng kim kim nguyên bảo để mà tiến hành chiêu mộ anh em mày. Lại tiến hành chuyển qua kim nguyên bảo nha. Cái tỷ lệ ra được tướng đỏ khi mà chiêu mộ thường này nó khá thấp ha anh em. Không biết là nó có luôn hay không nữa nè. Trời ơi, Bạch Long. Tại hạ là Long Dương. Biển sát thương. Long Dương, biển sát thương đâu mình không thấy, nhưng mà dùng tim chết khá sớm anh em mà. Tại lúc mình cũng có trải nghiệm con tỷ bên long, hình như là mình lên cho em nó cũng 3 sao, 2 3 sao rồi anh em à. 2 sao thì phải. Ở video trước mình có đập vô để mà lấy con tiểu bạch long đó anh em. Được thêm một tướng vàng nữa nha anh em, một con tướng vàng đó anh em à. Con gì đây? Con gì đây anh em à? Ôi trời ơi, thiết phiến công chúa. Muốn Vãi. kiếm chuyện, nó Bên phe này mình đâu có chơi. Bên phe này mình đâu có xài đấy mà. Gọi luôn. Bỏ luôn anh em ơi. Rồi trời ơi. Đợt này thì toàn là lam với tím không anh em, toàn là mấy con tướng mình không xài không à. Rồi luôn, lam với tím nữa. Đen quá. Ôi sắp hết rồi nha anh em, như là 30 lần nó thôi sẽ hết rồi anh em à. Ok, được một con tướng vàng nha anh em. Ác này thì nói chung là cũng khóc của trời ơi, Bích Nhãn Thần Quân bên bên Minh Dư. Rồi luôn, bỏ luôn, nét luôn anh em. Ôi trời ơi. Không ra được con tướng vàng luôn anh em à. Một lần cuối cùng nha anh em, lần này lần cuối cùng rồi anh em à. Trời ơi là trời. Đen gì ta? Có lẽ như ngày hôm nay là mình bị đen luôn anh em à, chưa mổ 210 lần anh em à. Chưa mổ 210 lần mà nó toàn là cái gì đâu không à. À bữa nay thì mình cũng không chơi gì mấy chứ á, chủ yếu mình vô mình nhận chiêu mộ với lại cái kim nguyên bảo thôi anh em à, mình thích kim nguyên bảo thôi. Ok xong nhận luôn được một cái gương tướng mãnh tướng thì phải. Rồi bây giờ là mình sẽ vô mình xem thử kích hoạt. Thôi ơi gầu quá anh em, cho mình cái gì đâu không à. Tỷ lệ ra được tướng vàng có lẽ như là hơi thấp một xíu, nhưng mà không sao, đó là cái gọi là động lực để anh em ta cố gắng phấn đấu. Tại vì khi mà anh em vô được mỗi con tướng xịn sò thì anh em sẽ cảm thấy phấn khích và cảm thấy vui vui, còn không không vô thì anh em sẽ buồn, vậy thôi anh em, đơn giản. Nhưng mà mình thấy nó buồn hơn rồi anh em ơi, cái gì mà tỷ lệ hy thấp như thế nào, x10 phải chi, mỗi lần x10 sẽ được con tướng cam thì chắc game phá sản anh em, cho nên là phải tăng cái tỷ lệ phải hên xui với anh em à. Chứ anh em hơn không thì nó sẽ khá là mau chán. Đặc biệt là những cái con game mà anh em sử dụng hack chat này kia kiểu á, thì chơi khá là chán rồi, tại vì anh em bước vào cái cảnh giới bá đạo nhanh quá. Còn mình thì nông dân cày tèn 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 tèn, ngày nạp ít 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 thì nó sẽ vui hơn, trải nghiệm từ từ anh em ơi. Chứ nạp vô nhiều quá thì có nhiều cái để trải nghiệm quá thì nó cũng hơi chán, nhưng mà nạp nhiều thì nó lại hơi sướng. Có tiền thì nên nạp. Hơi quỳ vốn xíu anh em à. Nói chung là
chơi có nhiều tiền thì tất nhiên nó sẽ sướng hơn đó. Đối với những bạn có ít tiền ở đây mà mình cũng ước gì có ai nạp cho mình cài nó khỏe hơn. Ok, nói chung là cũng bị thất bại rồi nha anh em. Để mình xem lại mình có thể kiếm được một K8 không, mình chơi thêm một nháy nữa anh em à. K8 không? K8 không anh em? Mình chơi thêm một nháy nữa anh em, quyết tử luôn. Đấy, thêm một K8 nữa nè anh em à. Đó. K8, K8, 3, K6. Mình đủ chơi luôn nha anh em, đủ chơi hai nháy nữa anh em ơi. Mình ra mình quất hai nháy nữa anh em. Lỡ khô máu luôn. Ok, hình như là có một con vàng thôi anh em. Mình bị hoa mắt luôn rồi, hết thấy đường luôn rồi anh em à. Ôi trời, thằng nghe anh em ơi. Thằng ra trong mắt. Trời ơi, sao rồi toàn là vô thiên giới không vậy nè trời. Nhưng mà kẹt cái là mình đã sử dụng cái kênh bệnh bà, mình đâu có đổi lại được anh em. Thêm một con tướng vàng nữa nha anh em. Có lẽ như hơi 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 lại rồi anh em. Ok, đường tăng anh em à. Lên sao cho anh, lên sao cho sư phụ luôn anh em. Rồi, lên mình sẽ tăng sao cho sư phụ đây. Nữa thì mình sẽ tiếp tục cày Kim Ngân Bảo, sau đó mình sẽ đi chiêu mộ tiếp nha anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ lên sao cho đường tăng sư phụ. Lên sao tăng sao Tam nhẹ cái thông đã, vào địa ngục, tăng áp cấp vào địa ngục, lấy kinh tuyết thổ, kỹ vật thôi. có Kỹ vật kiếm thì xếp mình sẽ gắn sao đi. kiếm hữu. Cái này để mình xem thử có nhận được không nha, có kép được cái nào. Ồ, học được cái này đây anh em. Mãnh tướng anh em có thể chọn lấy những cái con nào cũng được. Rồi tăng cấp này anh em. Trời ơi, 1.600 cái tinh hoa thiên kỹ này, tinh hoa thiên kỹ này mình sẽ tách mảnh. Ủa à, anh em tách mấy con tướng cùi cùi này ra, anh em sẽ nhận được cái tinh hoa nha, tinh hoa tinh tí đó. Có thể là nâng cấp lên được anh em. Rồi xíu nữa mình sẽ về bên kia mình nâng cấp lên thôi anh em. Mình quên cái vụ này nữa anh em à. Hình như là mấy cái chiêu của mình hình như là chỉ có thăng cấp luôn anh em. Để xíu mình quay qua bên cái ạc của mình tăng cấp nha. Rồi ơi thôi, hôm nay thì mình cũng khá đen anh em à. Chiêu mộ của toàn là những cái con tướng hơi phèo phèo một xíu anh em. Đây, biết gì mình tạo thêm vài ạc lon nữa để mình chiêu mộ được cái độ nhân phẩm. Biết rồi được mấy cái ạc khác nó sẽ nhân phẩm hơn rồi sao. Đây, wow, gậu ghê luôn. Đó, đây là cái dạng tướng mình mới chiêu mộ được nha anh em. Xem thử có con nào xài được không, sau đó mình sẽ đưa cho trong team trị liệu. Và đó, thế là xong. Mới mẻ. Đây, ủa mình mới xem rồi mà nó không có kích hoạt cái dòng mới à. Thì bà Lam nè, thì bà Lam thì đưa vô ông tim cũng được nè. Hàng Nga thì bên kia Thiên Hậu nè. Ôi, phe thiên giới, phe đó thì sử dụng Thiên Hậu để bút máu anh em. 1, 2, 3, hiện tại giờ mình đang có 3 con, 4, 5, 6, Bạch Long, thì bà Lam với lại Nữ Nhi đưa vô trong tim là hợp lý luôn anh em à. Vẫn còn thiếu một con tướng, vẫn còn thiếu một con nha anh em. Thánh giới này gọi là thánh giới chứ không phải là tiên giới nè. Tiên giới là bên thiên hậu này kia kiểu nè, minh giới, yêu giới. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game TUBNZ, và anh em có những cái chia sẻ nào đó thì đừng quên comment bên dưới để mình tiến hành đọc nha. Xanh không bui theo hệ nè, bạn Bùi Ngọc Sơn nè. Anh em nên tạo vài cái nick chơi cùng lúc vài ngày đầu, xem ra tướng nào thích hợp thì mình tập trung cài. À, đây là một cũng là một cái mẹo đó anh em. Mình đang tạo nhiều ạc để mình xem thử là mình sẽ ra được những con tướng nào thích hợp anh em. Ok, ngon lành củ hành này kia kiểu thì mình sẽ tiến hành chơi luôn, còn không ngon thì mình sẽ lại tiếp tục tạo ạc chơi tiếp. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này nha. Đó, mỗi ngày thì mình sẽ học được một kinh nghiệm mới. Rồi ok, thôi chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ, và đừng quên cho mình xin một like một đăng ký. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.